Xem nha. Ok anh em, và xin chúc mừng NT Mary đã win ở trong round đấu thứ hai và đã có cho mình một đều. Khải xin công bố một cái, Khải sẽ soi đồ cho anh em xem nhá. Ok, và đây là Khải sẽ soi đồ lại một lần nữa. Võ Lâm liên đấu hạng 2 cho anh em xem. Cục cức vô địch, một trong những cao thủ liên đấu đơn đấu mùa tháng trước đạt top khá là cao. Anh ta có hai ạc nhưng mà rất đáng tiếc hạc số 02 này đã bị loại bởi con lông bùa rồi. Bây giờ còn một ạc cuối cùng này thôi. Đây là trận đấu thứ ba, trận đấu chung cuộc. Nếu win thì sẽ vào bán kết, còn không thì loại luôn. Đây, một cái chùy binh sát 32, sát thương 90, giá trị kháng cả 8, một cái nón phòng thủ 15. Quyền không có đánh em ơi, quyền không có đánh. Một áo phù hợp 40, một quả tay 540. Mùa giải này thì có bị đồ hơn một tháng trước rồi nè. Đâu có bị đồ hơn nửa tháng trước. Đây sẽ đồ của anh Thiên Bang này. Đó, đơn giản và dễ tìm anh em. Đó, những set đồ không gọi là VIP lắm. Gọi là cũng dễ tìm, không phải gọi là quá VIP. Nhưng mà anh ta có một thứ hạng khá là cao. Một cao thủ liên đấu đó anh em à. Ok, anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ cục cức vô địch cũng như ủng hộ Khải một like chia sẻ anh em ơi.